thông tin về vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại phân xưởng khai thác 7, công ty Thang Quang Hành, tỉnh Quảng Ninh, làm cho 3 công nhân tử vong và một người bị thương. Thông tin từ công ty Thang Quang Hành thuộc tập đoàn Thang khoáng sản Việt Nam cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, tại phân xưởng khai thác 7 của công ty đã xảy ra vụ tai nạn làm cho các công nhân gồm BVT sinh năm 1991 quê ở tỉnh Hải Dương, DVT sinh năm 1980 quê ở tỉnh Bắc Giang và LAV sinh 1995 quê ở tỉnh Sơn La tử vong. Một công dân bị thương là anh LAC sinh 1991 quê ở tỉnh Điện Biên. Hiện công dân này đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình các công nhân làm việc, hầm lò bị tụt lở, vùi lấp gây tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.